Ngày mồng 5 tháng 5 đấy, tục lệ là phải giết sâu bọ, ăn những cái quả chua. Nào mang cho một quả mận nào. Ăn mận để giết sâu bọ các bạn. Ăn. Nhưng mà họ bảo là phải ăn chua nữa mới giết được sâu bọ. Nhận đâu ra đây. Nhanh lên. Rồi ngồi đây. Hai bố con mình hôm nay giết sâu bọ bằng cái gì? Quả mận liệu có nó giết được không? Thật không? Con thử ăn nào. Ăn đi. Chua không? Bố ăn mà. Chua. Con nhe răng này rồi. Ui. Nhe. Răng á. Ui. Mở to này. Ui, sâu ăn hết mẹ răng rồi. Hôm nay bố con tôi sẽ chơi quả khác. Con biết chơi quả gì để giết sâu bọ mạnh gì nhỉ? Có độ chua kinh khủng ở quanh nhà mình. Cái cây gì à? Đây là tên này. Không. Cây gì kia? Nhà mình có các loại cây gì đây? Đây thì bưởi. Đây đi ra đây. Đây Bố con mình sẽ chơi chơi cái này này. Bố. Quả gì đấy? Quất. Hôm nay sẽ chơi quất giết sâu bọ. Được đấy. Nhật chơi không? Ăn thử xem. Chưa ăn mà cảm giác chua kinh khủng. Quả này quả mận con ăn đi, con ăn giết sâu bọ đi. Ăn đi. Cắn đi xem. Cho ăn một phát hết nữa. Ừ, hết rồi này. Kinh nhỉ. Giết sâu bọ. Ngày xưa họ ăn để giết sâu ngoài đồng, nay ăn để giết sâu răng. Chùa phải đáp. Cảm giác của các bạn thế nào? Chua chứ. Kiến hết cả răng. Chua quá. Họ bảo hôm nay là Tết mồng 5 tháng 5. Nó ăn phải 5 quả chua như thế nó mới được giết được sâu bọ. Bây giờ mới ăn được một quả là chảy nước mắt. Thử ăn thêm quả nữa xem. Ăn thêm quả quất nữa. Quả này ăn phải suýt xoa kinh khủng. Chua lắm này. Ăn cái quả quất mà nó chua nó ngập vào chân răng. Phải nói Không ra. ai giờ ăn chỗ lại nhé.
chảy nước chân răng. Phải nói là chua vài đái. Chua quá. Các bạn nhớ xem clip này và chia sẻ với mình nhé. Bye bye. Bye bye.